Ta bắt đầu tiến hành nong tạo đường hầm. Chúng ta bắt đầu theo dõi một bệnh nhân đến từ Hà Nội, 59 tuổi, sỏi thận bên trái, kích thước là 2,5 cm. Trên màn hình là viên sỏi nằm hoàn toàn ở bề thận đó. Bây giờ chúng ta tiến hành tán sỏi qua da đều nhỏ. Chúng ta bắt đầu tiến hành tán sỏi bằng laser. Thời gian tán dự kiến 5 phút. Như vậy sỏi đã tan vụn hết rồi đúng không ạ? Bây giờ chúng ta chỉ cần hút ra là xong. Chúng ta hút các mảnh sỏi ra ngoài qua cái đường hầm. Đây là những mảnh sỏi mà chúng ta hút ra ngoài. Sau khi làm xong, chúng ta kiểm tra lại bề thận không còn sỏi nữa đúng không ạ? Như vậy ca theo dõi đã xong. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.